Lý do vì sao những người đẹp Cbiz không muốn chụp ảnh chung với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ, bởi sau loạt siêu phẩm đạt tỷ suất rating cao, cô trở thành cái tên hốt bạc cho các nhà đầu tư. Với một chút lợi thế về nhan sắc như má bánh bao đáng yêu, gương mặt nhỏ, trông Triệu Lệ Dĩnh trẻ hơn tuổi thực 30 của mình rất nhiều. Mới đây, trang QQ đã có một bài viết tìm ra nguyên nhân khiến các sao nữ khác còn e dè không muốn chụp chung với Triệu Lệ Dĩnh. Hóa ra tất cả chỉ vì nàng Sam Sam sở hữu gương mặt quá nhỏ. Ngoài ra, vẻ dễ thương của cô tạo cảm giác trẻ hơn so với nhiều đàn em thuộc thế hệ 9X, dù rằng cô là 8X. Bức ảnh chụp chung cùng Dương Tử sinh năm 1992, kém Lệ Dĩnh 5 tuổi, cho thấy nữ diễn viên trẻ trung hơn cả đàn em. Chụp cùng đàn chị Dương Ngọc Oánh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất nổi bật với gương mặt bánh bao của mình. Bên cạnh đó, Dương Ngọc Oánh cũng không hề kém cạnh bởi nhan sắc còn rất trẻ của cô, khi năm nay Dương Ngọc Oánh đã 46 tuổi. Angelababy kém Triệu Lệ Dĩnh 2 tuổi nhưng cũng có phần kém trẻ trung hơn. Chụp ảnh chung cùng Tô Mang, chủ biên tạp chí Harper Bazaar Trung Quốc, càng chứng minh Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt nhiều cô gái mơ ước. Chụp cùng đàn chị của mình nhưng cô Lực Na Chát cũng chẳng nhỉnh hơn bao nhiêu về độ tươi trẻ. Dù hơn hẳn 5 tuổi, song Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề thua kém mỹ nữ Tân Cương về khoản xinh đẹp trẻ trung. Hai chị em Thái Thiếu Phân và Triệu Lệ Dĩnh cũng xinh đẹp 19-10 trong bức ảnh này. Thế nhưng để đọ xem ai có gương mặt trẻ thơ hơn thì đàn chị Thái Thiếu Phân hoàn toàn thua cuộc. Âu Dương Nana sinh năm 2000, năm nay mới 17 tuổi, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giờ đã bước vào tuổi 30. Nhưng nhìn hình ảnh họ chụp chung, liệu có ai nhận ra người nào trẻ hơn? Với bức ảnh này, Triệu Lệ Dĩnh quả xứng danh với danh hiệu gương mặt trẻ thơ của mình. Nhan sắc có phần tương đương nhau khi Triệu Lệ Dĩnh chụp cùng Đường Bảo An Duyệt Khê. Tuy vậy, cư dân mạng vẫn cho rằng về độ xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh nhỉnh hơn vài phần. Hơn nữa, so về tuổi tác, An Duyệt Khê kém nàng Triệu Lệ Dĩnh những 2 tuổi. Cũng chỉ kém có 2 tuổi nhưng Trương Bích Thần vẫn bị Triệu Lệ Dĩnh lấn lướt về độ trẻ thơ. Bộ yếm vải bò của Triệu Lệ Dĩnh càng khiến cô giống như đứa trẻ hơn là một cô nàng đã bước vào tuổi băm. Không chỉ vậy, khi cùng đóng chung trong Hoa Thiên Cốt, rất nhiều khán giả đã lầm tưởng rằng Lý Thuần nhiều tuổi hơn Triệu Lệ Dĩnh bởi hình ảnh ngây thơ thanh thuần của tiểu cốt. Hơn Trương Hàm Vận 2 tuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàm Vận dường như không hề có khoảng cách tuổi tác trong bức ảnh này.